À, lâu quá cũng không có không có live stream. Cái lý do tại vì cũng 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 chán chán, với lại phần là thì mình thấy từ nước mình nó êm đềm quá. Còn những cái chuyện sự việc mà nó xảy ra trong nước thì hầu như báo chí các đài rồi các YouTuber về nước rồi họ cũng làm tường trình hết rồi. Mình chỉ lên đây mình nói tán dóc rồi những cái chuyện mà mình biết được, chứ còn thực sự là hình như tất cả mọi người ai cũng biết hết rồi. Cuộc sống trong nước như thế nào thì mình đã đơn cử rồi. Thứ nhất là mình biết được là anh chàng Trịnh Quốc Thiên của cái luật sư Trịnh Quốc Thiên cũng đã về nước, cũng đi tham quan cũng đủ nơi rồi. Cũng anh chàng Minh Giang cũng là chủ kênh trực diện TV đó, cũng đã đi tùm lum tà la, đi miền Tây, đi Hà Nội, đi đủ thứ. Thực ra thì chính là họ là những người thuộc về cái dạng coi những cái người truyền thông của hải ngoại đã chứng kiến rồi, mình không cần phải bàn cãi thêm. Buồn quá cho nên cũng hơi chán chán, cho nên cũng không có cái gì. Vậy tao thấy mày rõ ràng mày vô rồi mà mày gửi yêu cầu đi lên chơi thường nhất cũng bằng bàn chán, thì mình bữa nào qua nay mình có những cái bài báo mà những cái bài báo chính thống nha, để tao coi coi sao kỳ đó. Những bài báo chính thống thì có một cái tin rất là vui, tính là buồn cười mà cũng vui vui, cái này mình không biết. Thì và bây giờ báo chí ra thì mình mới biết, thì ở dưới Bạc Liêu á, ở dưới Bạc Liêu có một cái hai căn nhà nó nằm chùm chình ình giữa đường, nó chình ình giữa đường và cắt ngang cái một cái chào anh đào, một cái freeway là chào, một cái xa lộ, một cái đường cao tốc của gì gọi là thuộc về công trình quốc gia, công trình bộ điểm ở tỉnh Bạc Liêu, mà nó không phải tồn tại một hai tháng hay năm ba tháng, mà nó tồn tại tới 4 thập kỷ, tất nhiên là tới 40 năm, mà nhà nước mình không làm gì hết, né né cho ra, thay con đường thẳng băng vậy tới đó quẹo một cái mới ôm cua lại vậy. Thì họ không làm gì được hết. Thì mình hỏi ra thì cái lý do thì họ đã có giấy tờ đầy đủ hợp pháp của hai căn nhà đó, hình như hai chủ thì phải, không phải một chủ, hai chủ. Thì cái đó nó là điều gì? Nó nói là điều gì? Có nghĩa là khi anh đã sở hữu một cái nhà hay là một miếng đất, anh có giấy tờ hợp pháp đầy đủ, có giấy sổ đỏ, có chứng nhận của nhà nước đại khái vậy, thì không ai làm gì. Nếu anh không muốn, là anh không chịu tiền đền bù thì ok anh cứ ở đó đi hả. Gửi cầu tao mời đại mày lên coi, tao coi thử coi. Ơi, trực tiếp tao mời mày lên đó, tao không cần yêu cầu, tao mời đại lên biết được không, tao không biết. Thì có nghĩa là cái đó là họ đã để như vậy mà 40 năm sau thì bây giờ bắt đầu hai gia đình đó mới chấp nhận cái đền, cái sự bồi thường của nhà nước, và họ chuẩn bị ra đi, đại khái là vậy. Còn mình so sánh cái đó ở tại nước Mỹ thì sao? Nước Mỹ thì chắc chắn là hai gia đình đó không còn con mẹ cả, nó lấy bé út bé súc nó ủi te tua hết rồi, bởi vì đối với nước Mỹ không có cái gì mà qua được cái luật lệ bên đó cả, nó thẳng là như vậy. Thì so sánh một chút xíu về vấn đề coi như như vậy thì của ta đang thêm mày đó, ta đang thêm mày không cần phải yêu cầu. Ê, để mấy ngang nghe, để mấy ngang nghe, thứ nhất quên nữa, để mấy ngang, để mấy ngang, để mấy ngang. Ok, thì mình nói như vậy để mình hiểu rằng là tất cả cái những người nào mà hay than quán rồi đất đai cướp, đất cướp nhà gì nhà nước mình, tao thấy tào lao hết, nói chung là tào lao hết. Có nghĩa là gì? Rõ ràng đó là một cái bằng chứng hiển nhiên cho mà tôi thấy rõ ràng là khi anh được có một cái giấy tờ hợp pháp lận lưng rồi thì anh không có sợ bất cứ ai, chỉ có cái điều kiện là anh có chấp nhận cái sự bồi thường
Khi nhà nước mở một công trình gì đó trọng điểm của nhà nước á, thì anh có chấp nhận cái sự bồi thường đó hay là không thôi. Còn cái chuyện đi hay là không đi là quyền của anh. Nếu anh chấp nhận bồi thường như vậy là anh phải đi, à, tất cả mọi người đều đi hết, mà riêng anh cả hai này thì thuộc cái dạng giống kiểu như cũng không chấp nhận sự bồi thường đó, và người ta vẫn để như vậy mà nó trải dài 40 năm mà người ta không làm một cái gì đụng chạm tới anh cả. Thì anh chứng tỏ là anh thấy cái sổ đỏ quyền lực ghê chưa, cái là cái giấy tờ quyền lực ghê chưa. Còn bây giờ thì nó tào lao với lao là nó không có đi khiếu kiện ở trên Facebook, nó không phải là sở nhà đất, ở trên Facebook cũng không phải là công an, mà nó cứ lên Facebook nó ngồi nó kiện không à, nó kiện toàn là toàn tào lao không à, nó buồn cười ở chỗ đó, thấy chưa. Cái đó là một cái minh định, một cái minh chứng rõ ràng cho biết là khi anh có giấy tờ hợp pháp, nhà nước mình không được quyền truy thu bất cứ gì cả nếu anh không bằng lòng đó, rõ ràng đó. Thì ta muốn nói rằng cái điều đó hôm nay cũng có một cái gì cái tin ta thấy nó cũng vui vui và ta tính tin, nhưng mà bây giờ người ta chấp nhận, ta giờ đi rồi, người ta thỏa, người ta bằng lòng với cái điều kiện của nhà nước đưa ra thì giá đền bù thì người ta đi. Cái đó là một việc, một việc đâu nghe nói ngã bảy, người ta một có một căn nhà ở ngã sáu ngã bảy gì đó cũng như vậy đó, cũng cũng cả chục năm á. À, thì nhà nước cũng để nguyên, nhà nước không phá nhưng mà người ta nhà nước cũng cũng khoanh dùng để đó thôi, chứ người nước không có làm gì cả. Còn mà anh cứ việc ở đó nhưng người ta cảm thấy ta ở không có được, ta ở tại vì người ta ở không được lý do, mà ở ngay mặt tiền đường mà, cho nên vì chỗ đó anh ra không có làm ăn gì được cả, đi ra đi vô cũng bất tiện, nhiều khi đi ở ra đường cái nhà mà mới mở cửa ra là thấy xe lên chạy ào ào tại cái mặt tiền đường mà ngay chỗ của trung tâm. Anh nhớ những cái nhà nó có chục mình thì phải. À, ủa tưởng thứ nhất là gỡ yêu cầu đi, tưởng thứ nhất mệt quá. Đây là để coi lại cái phone coi thứ nhất đó, thấy chưa. Cha ơi, cái phần của con nó khóa mẹ rồi, nó không cho con vô, nó không cho Vậy hả? con. Đúng, mày như vậy tao biết mày là mày ăn ở làm sao không mà mày ăn ở làm sao mà tao là nó cấm tao một tháng trời không có được quyền lai, rồi tao không lai đại, còn hên xui mây rủi Ông làm ra đây sao cảnh á. cáo tôi Bởi hoài à, cha vậy ơi. hả, tụi ăn ở làm sao vậy. Tao Đang chỉ ở cho không mày có này đất đâu, thì sắp sao? sắp sắp sửa rằm tháng 7 rồi, mua cái tiền vàng bạc thì đốt đi. Thì tao tính là kêu anh Phượng đi chơi, đi lên chơi, tại vì lâu quá rồi, mấy bữa nay nó cũng mưa bão rồi, ngày hôm qua ngày hôm kia 2 ngày cuối tuần về Long Khánh thì nó cũng mưa bão, nó làm cái không khí nó ảm đạm, nó đường đi ra cũng được, đi vô cũng không được. Tao tính lên 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 đi đi ra kỳ này, đi ra ngoài Long Khánh này, đi vô cái núi Tà Bao phải không, để vô đóng chơi chẳng là mình làm thời phóng sự luôn. Ai nhẹ nó mưa tầm tã thôi mệt dẹp, tao vô này làm Vô chung vô trỏng cho ăn trộm ngủ. hươu trộm trâu hay làm Vô trọng tham quan ở trong đó có căn cứ bộ đội đồ quá cười. Thì đầu tiên người ta không biết, người ta đọc báo mấy bữa nay cũng chán chán cho nên ta cũng không có bữa like, nhưng mà mấy bữa nay nó có những cái sự kiện mà mình thấy nó cũng khá khá là hấp dẫn, nhưng mà mình nói là mình nói sao hơn ta chứ, mà báo 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 đài đã đưa hết rồi rồi, có những cái tin tức gì là hình như YouTuber nó đi trước mình hết rồi, nó nói tuốt hết rồi, mình nhiều khi mình chưa kịp nói đã nói rồi, mà mình đâu thì mình là người dân trong nước, nó có người cái ta này nè, nói nó á, có cái này cho tôi nói, người nè. ta nói là nói theo ý của người ta, còn mình nói ý của Ừ. mình, mà cái ý của mình nói miễn làm sao đừng đi ngược lại với chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước là được rồi. Đương nhiên là ở đây tôi nói cho bạn nghe cái điều này là có nghĩa là tao và mày hai người đều ở trong đất nước Việt Nam, nói một cách khác chăng nữa tất cả mọi người đều yêu nước cả, chắc không phải riêng mình tao và mày đâu, nhưng mà thường thường người ta yêu nước chứ người ta không yêu cái xấu, nó thẳng là như vậy. Nhưng mà tao nói cho mày nghe một cái điều này, nó có cái buồn cười của chứ là khi người ta không nói ra thì nó không biết, nó không nói, mà khi nhà nước nói ra thì bắt đầu nó dựng cái đó nó nói. Mình là đề cập chút xíu về cái vấn đề coi như chuyến bay giải cứu đi, nó thẳng là chuyến bay giải cứu đi cái gì. Thì ở đây tao mới nói là trảm chứ không có tha, có nghĩa là ai làm tội là người đó là phải bị xử. Thế thì bây giờ tao đặt giả thuyết nha, thí dụ nhà nước mình không đưa ra cái vấn đề đó, không truy cứu vấn đề đó, đóng khung lại và giấu nhẹm đi giống vậy, thì mấy cái báo hải ngoại, mấy cái thằng thổ tả nó có biết không, nó làm gì nó biết được, Đúng nó rồi. đâu có biết có phải gì đâu, không nó chỉ chờ. Thế thì chúng ta ở đây ta mới nói cái điều này, chúng ta là người một thật 100%, người thanh thiên bạch nhật bạch hóa những cái vấn đề tiêu cực trong xã hội thì cũng nhà nước đưa ra, Vậy ai đưa vậy ra cái chỗ này tôi ngắt anh chỗ này rồi.
Rồi. Như vậy chứng tỏ là nó lúc nào nó cũng theo dõi báo đảng Đúng này. rồi. Đó, vậy Đúng. là chứng tỏ là nó Chính yêu xác. đảng chứ đâu phải là nó Đúng. ghét đảng đâu, Nó phải yêu. không? Nó theo Nó dõi báo yêu. đảng mới biết được tình hình. Tức nghĩa là khi người ta yêu á, mà người ta bị phụ, cái không người ta giống như mình đôi trai gái đi, anh chàng này si tình, nhưng không si tình với cái yêu đơn phương đó, cứ mỗi lần ngấp lé lấp lé lấp lé lấp lé lấp lé tỏ tình anh chàng, tỏ tình với cô kia thôi đi cha nội. Làm vài lần thì anh quê với anh quê tức anh chửi thì nó nói như vậy thôi. Bây giờ nó mới buồn cười đó. Rồi còn một thằng nữa, còn một thằng hải ngoại đó, chưa chỉ cái chụp mũ nói rượu mà cái đó là, chẳng qua vì phán quyết như vậy đem ra đối xử rồi rửa mặt cho rửa mặt con mẹ gì rồi làm gì có chuyện anh nhớ kỹ đây là một đất nước, một thể chế, một quốc gia, làm con mẹ gì phải rửa mặt, thằng nào có tội thì đem ra trảm chứ đồ rửa rửa cái con khỉ khô gì Pháp luật đồ nó có bóc quy bằng định thì tào lao má thực hiện trời theo pháp khổ lắm. luật thôi chứ có Nhiều gì thằng đâu mà rửa mặt chứ không rửa có mặt. nhiều có nhiều thằng nó ngáo luôn đồ buồn cười lắm kìa trời ơi tôi có thiệt là nhiều khi mình không muốn buồn mà nói bữa nay thì có một cái like có một cái like của ông Trữ Quốc Thiên đưa ra đưa vào ông tôi ngồi tôi cười tôi nghe tôi cười sặc máu rồi mọi giờ buồn cười tức như là ở ở ở cái phố bên xa hầu như họ tự tự kỷ họ kỹ là trong đất nước mình nó có những người dân tài nó có làm này làm kia hoặc làm xe làm cổ sáng chế như này đưa vươn tầm ra thế giới mà mấy ông không có hết trơn không mấy ông bằng đi mua đồ Trung Quốc về chế cái xe thổ tả đồ mày nghe gì vui chưa Nè đồ nghe nó cười 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 sặc máu mấy cái luôn đó rồi tôi đâu có khổ bỏ vậy qua đó được anh. tôi cười lúc kìa anh tao thấy nó dị hộn mà nó sao đâu rồi nó buồn cười thì Anh biết những lúc gần đây thì những người bà nói đi. đó là họ nói trong cái vị trí yếm thế, tại vì họ không làm gì được. Không là Đấy, được họ đúng không rồi làm gì được, họ chẳng có một cái địa vị nào, họ không làm quan làm quyền, không là một nhà doanh nghiệp ở bên nước ngoài đó, rồi đói lên đói xuống rồi đó. Chính vì cái chỗ đó tôi nói hoài cái vụ đó đó, cho nên anh thấy ông ta thậm chí nó nói gửi yêu cầu lên trên cái Facebook anh mà nó cũng không cho đó. Anh livestream á, anh livestream mà tôi gửi nó khóa luôn cái chỗ gửi yêu cầu luôn đó. Tôi nói anh cái đó là những kẻ yếm thế. Rồi Rồi thì anh nói tiếp. có những cái nó hay so sánh và bây giờ tao thấy nó bớt rồi bởi vì nó có một cái trang web nó gọi là gì ta American New New American gì đó thì tao hay lấy bài đó bởi vì nó nói đúng thằng này nó nhận xét đúng nó hay so sánh là những cái chuyện mà xã hội an sinh ung thư tất tần tật nói chung vậy so sánh Việt Nam với Mỹ đó thì thằng kia đi so sánh ngược lại nó coi bây giờ nó mà nó so sánh ngược lại nó có đàng hoàng nha nó có tương thích nó có nguồn nó có đầy đủ nha thì đâu tao 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 nó có nguồn đàng hoàng nó có nguồn đàng hoàng cho Được nên rồi, đó nó anh cứ buồn nói cười đi. Những cái mà nói là bảo đảm là phải có rồi, anh cứ nói khỏi cần đó phải đó dẫn chứng luôn. rồi Rồi thôi cần dẫn chứng. được rồi không khỏi cần những ha ok vậy thôi nhưng mà tao nói cho bạn nghe tên chứ mới đọc lại rồi còn mà cái nó còn có những cái buồn cười nữa nhưng mà có những cái chuyện nó buồn cười ở chỗ người dân Việt Nam á có nghĩa là như vậy họ ở sống trong một cái xã hội ngay bây giờ tao thấy hầu như không ai chết đói chứ mà chẳng ai ngủ đường hết trơn mà cũng chẳng ai homeless mà cũng chẳng ai khổ chứ mà không ai thiếu đói cả Tôi mà thiếu có rồi nhiều nha, thằng nó lên tôi đây thiếu ăn à đó, mày thiếu ăn là ăn cái gì mới được tại vì một bữa là ăn có một chén cơm và bữa mà ăn hết là một chậu toàn là rau, rổ ra cái ăn rau nói non á, gì rau non hả mày rau ăn mầm mà cha người ăn chỗ ta rau. mày ăn lúc đó mày chưa cái việc gì hết nó đã chưa phát triển mà nó quất rồi nó làm như cha chết mẹ chết thì nó than nó rồi nó khóc là nó nói là được gì muốn nó đất nước gì nó ru muốn đất nước phát triển hơn này kia nó buồn cười lắm kìa nó khóc nó Ôi tôi đọc than giống ba cái như đó riết cha tôi chết thấy nó là mẹ xàm chết quá nè. bởi vậy tao thấy người ta ra tao thấy nó xàm mà nó còn nó làm giống như kỹ là mình mà đọc chuyện cười vậy thành ra tao gì khuya tao cũng chán không hiểu nghĩa là không lẽ giờ mình ngồi mình vô mình ngồi mình cãi lộn với nó mấy cái chuyện rùi bu vậy thành ra trời ơi, tao có nhiều cái buồn cười lắm kìa có nghĩa là khi nó lên một diễn đàn đó nó làm gì nó lo cho dân Việt Nam ghê gớm nó thấy Việt Nam đó đau khổ nó khổ ghê vậy bây giờ ở ở nó ở cái nước sở tại nó đang ở là biết bao nhiêu điều để đang nói xảy ra nào là giết người là trộm cắp là rồi đi vô trong siêu thị rồi lấy đồ ta thấy rõ ràng ta đưa hoài đó đó vô trong đập nó phá nó lấy nữ trang cái thanh thiết bệnh bạch mặt dưới ban ngày cái đó cái xã hội đó là gì cái xã hội đó tạo ra con người tốt vậy ha
rõ ràng. Nhưng mà nó không, nó có chỉ mua dù Việt Nam thôi. Bây giờ Việt Nam chẳng có cái gì nước ngoài nó móc ra, mà cái chuyện này là cái chuyện thanh thiên bạch nhật, người ta xã hội Việt Nam, nhà nước Việt Nam đã đưa ra những cái vụ án như vậy, những vụ án lớn, những vụ án trọng điểm đó, thì nó cũng nói rửa mặt, rửa mồm, rửa mồm, rửa mặt rửa mẹ con mẹ gì. Thậm chí mày nghe cái tin về cái vụ ở tòa Nhà Trắng, là cái nơi bất khả xâm phạm của Nhà Trắng, mà cũng coi như là ghê, chơi một gói mà mấy ký ma túy để cho hút dần. Bây giờ điều tra ra nó kia không biết của ai, nó điều tra không được đâu á. Ở thêm đó, cái đó mới là rửa mặt đó, cái đó mới là rửa mặt đó. Bây giờ hãy Rửa nói gì ra được thì mà mắc rửa, cỡ, cái đó rửa gì không được mà rửa rửa, gì, giờ không tìm ra thủ nó phạm kêu rửa gì. không tìm ra thủ phạm thì bởi vậy nó đổ thừa cho mấy ăn trộm mà kia bỏ vô rửa khoát cái gì, nó rửa mặt đó mới là rửa mặt á. Cái gì thì nhiều cái thằng buồn nó cười lắm, người nó ta nó nó coi bôi xong trò rồi thì trét cười, nấu, nó bôi đúng rồi phân vô mặt ta chứ rửa gì. rồi cười lắm. Mày nó có nhiều cái buồn cười lắm, thật ra mình cũng không bàn cãi. Mấy bên này tao thấy nó lố đến nỗi mà người ta không ai tin á, phải không? Cho nên tao thấy tao cười thôi. Thì bây giờ thấy trên không gian mạng mấy bữa nay tao có thấy tụi nó cũng ít like, có nghĩa là không còn đề tài gì để like, Nó mà like like gì cũng nữa vô mà duyên like, á. Like anh cũng thấy vô nó sao duyên á. tuổi.